Get your fucking hands up. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 278, gặp lại trước gió báo. Nàng là lo lắng Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự công kích của Hoàng Cung, làm ra một ít chuyện điên cuồng, cho nên mới dẫn theo Hầu Tiểu muội đến, muốn khiến cho Hầu Tiểu muội tới an ủi Bạch Tiểu Thuần tâm một chút. Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, so với việc đi theo ở bên cạnh mình đối với hầu tiểu muội mà nói vẫn ở chỗ công tôn huyền nhi sẽ an toàn hơn lúc này hắn nhẹ nhàng cúi đầu ở bên tai hầu tiểu muội nhắc lại chuyện xưa thời gian trôi qua cho đến khi đêm khuya xuống bạch tiểu thuần vẫn lựa chọn để cho hầu tiểu muội rời đi theo sư tôn của nàng tiểu muội chờ ta một chút ta rất nhanh sẽ lại nhận muội trở về rất nhanh thôi bạch tiểu thuần nhìn vào mắt hầu tiểu muội nghiêm túc khẽ mở miệng nói Hầu Tiểu Muội đã không phải là tiểu nha đầu ngây thơ năm đó. Bất luận là từng trải trên đảo Thiên Tôn, hay hiểu biết sau khi đi theo Công Tôn Huyền Nhi, nàng biết Bạch Tiểu Thuần lúc này không thể có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắng. Mình an toàn của nơi này, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chính là ổn thỏa lớn nhất. Cho dù trong lòng nàng không muốn, nhưng vẫn ở trong nước mắt lưng tròng, hôn môi Bạch Tiểu Thuần một cái, xoay người rời đi. Cảm nhận trên môi lưu lại cảm giác ấm áp cùng dư hương, Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng dáng Hầu Tiểu Muội rời đi. Rất lâu sau đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định cùng quyết tâm hơn. Tu vi, thực lực, Bạch Tiểu Thuần xoay người đi vào mật thất. Thời điểm hắn xuất hiện, đã ở trên quạt tàn. Hắn bắt đầu xông vào cửa ải tiếp theo. Từ sau cửa ải số 90, độ khó của bất kỳ một cửa ải nào đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần thất bại nhiều lần, mới có một chút khả năng thông qua. Mà khó khăn như vậy, căn bản cũng không cần tiểu khí linh đi quấy nhiễu. Trên thực tế nó cũng quấy nhiễu không quá nhiều. Hiện tại quyền hạn giữa nó cùng Bạch Tiểu Thuần đã tới một mức độ nào đó, từ lâu không cân bằng. Trước đó nó nói, chỉ quấy nhiễu một lần, đây là lời nói thật. Bởi vì quyền hạn của nó ở sau cửa ải thứ 90 này thực sự cũng chỉ có một lần cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua mỗi ngày, Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn chìm đắm ở trong việc xông qua cửa ải. Mỗi lần nghỉ ngơi, hắn cũng không có lãng phí thời gian mà đang nghiên cứu lửa 23 màu. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Ở trong nửa năm này, chẳng biết tại sao đại hoàng tử thoáng yên tĩnh không chút rốt cuộc không có lại đi gây sự với bạch tiểu thuần từ sau chuyện phát sinh ở trong hoàng cung trước đó các thiên tôn khác đối với bạch tiểu thuần cũng cảnh giác nhiều hơn nếu không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng không muốn đắc tội dù sao hiện tại rất rõ ràng đại hoàng tử đã bày ra xe ngựa lộ ra sự thù địch bọn họ chỉ cần đi xem náo nhiệt là được quan trọng nhất là tà hoàng bên kia hình như đang tu luyện một đạo pháp vô cùng quan trọng lựa chọn bế quan mặc dù tà hoàng thường xuyên bế quan nhưng lúc này đây hình như có chút không giống trước khi bế quan tà hoàng hạ chỉ trừ phi là chuyện lớn liên quan đến sinh tử của tà hoàng triều nếu không không thể làm phiền lại như vậy toàn bộ tà hoàng thành thoáng cái bình yên hơn rất nhiều chỉ là người thận trọng vẫn không khó khăn phát hiện ở dưới sự bình tĩnh này hình như có một trận gió bão ngập trời đang nổi lên bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát vào lúc này bạch tiểu thuần tiến vào trong một loại trạng thái gần như điên cuồng hình như cuộc sống của hắn mỗi ngày cũng chỉ có không ngừng xông qua cửa ải tu luyện cùng với nghiên cứu lửa 23 màu thậm chí hắn cũng rất ít khi quay về tà hoàng thành hắn gần như sử dụng gần hết thời gian đều đặt ở trên quạt tàn ở dưới việc không ngừng tu luyện ở trong thu hoạch sau mỗi một lần xông qua một cửa thành công tu vi của hắn không nói càng ngày càng tăng nhưng cũng trên lệch không bao nhiêu cửa ải của hắn cũng từ cửa ải 91 không ngừng đẩy mạnh tuy nói thong thả tuy nói khó khăn nhưng trung quy vẫn ở trong sự cố gắng không ngừng của bạch tiểu thuần cùng với thân thể khôi phục kinh người của hắn dần dần đến cửa ải 96, cửa ải 97, cửa ải 98. cho đến lại qua mấy tháng sau bạch tiểu thuần cuối cùng xông qua cửa ải thứ 98, tiến vào cửa ải thứ 99. các cửa ải trước tiểu khí linh không xuất hiện qua nhưng càng sau này bạch tiểu thuần lại càng cảnh giác bởi vì hắn biết hai cửa ải cuối cùng này Tất nhiên có một ngày sẽ gặp phải tiểu khí linh quấy nhiễu. Ở trong phán đoán Bạch Tiểu Thuần, chắc là cửa ải thứ 100 cuối cùng. Nhưng trên thực tế khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào cửa ải thứ 99 này, trong nháy mắt, tiểu khí linh này vốn vì thu lấy cánh tay chúa tể, hóa thành toàn bộ ánh sáng trên quạt tàn, do đó mệt mỏi cực hạn, rơi vào giấc ngủ sâu, lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cửa ải 99, tiểu khí linh mở choàng mắt, trước khi nó chìm vào giấc ngủ say. Ở trong cửa ải thứ 99 có lưu lại một lỗ thủng. Một khi có người xông vào, nó sẽ bị mạnh mẽ thức tỉnh. Ban đầu nó vốn không muốn làm như vậy. Dù sao giấc ngủ say đối với nó mà nói, cũng là một loại khôi phục. Nhất là trước đó nó tiêu hao rất lớn. Lúc này ngủ say đối với nó mà nói, có ý nghĩa không nhỏ. Nhưng nó căm giận đối với Bạch Tiểu Thuần, khiến cho nó thà rằng sớm thức tỉnh, cũng phải bố trí một lỗ thủng như thế. Bạch Tiểu Thuần lần này đúng là lần cuối cùng khí linh ra ra nhà ngươi ngăn cản đối với ngươi. Nếu như lần này ngươi vẫn qua, khí linh ra ra nhà ngươi lại nghe theo mệnh trời. Tiểu khí linh hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút bi ai. Thật ra, nó đối với lần cuối nhiễu này, tư sâu tận trong đáy lòng cũng không có nắm chắc quá lớn. Dù sao thời điểm nó quá nhiều lần cho rằng nắm chắc, Bạch Tiểu Thuần lại ở nơi đó, làm những việc khiến cho nó biết. Cái gì gọi là không tưởng được, cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là... Dối trá. Cho nên đến lúc này, Tiểu Khí Linh cũng đã bắt đầu tin vào số mệnh. Nó thở dài, thoáng lắc người một cái, lại biến mất ở trên quạt tàn. Thời điểm nó xuất hiện đã đến trong cửa ải thứ 99. Cửa ải này không giống với tất cả cửa ải trước đó. Cửa ải này lại là một chỗ cung điện to lớn. Cung điện này bồng bềnh trên bầu trời, mênh mông vô biên. Có thể nhìn thấy được chính điện phía xa, kích thước giống như gần phân nửa thánh hoàng triều còn có thể mơ hồ nhìn thấy được ở đó có một bức tượng khổng lồ bức tượng kia thình lình là một nam tử trung niên mặc đạo bào đưa mắt nhìn về phương xa cho dù chỉ là bức tượng nhưng tản ra khí tức vượt rất xa so với thái cổ khiến người ta một loại ảo giác giống như tồn tại cùng toàn bộ tinh không bạch tiểu thuần chợt nín thở bức tượng kia hắn chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy tâm thần toàn thân chấn động giống như nhận áp lực thực lớn áp lực này khiến cho hắn không thở nổi thậm chí ngay cả tu vi cũng đều ở dưới uy áp của bức tượng này, bắt đầu không ổn. Mà ở nơi mi tâm của bức tượng kia lõm xuống, nơi đó có một chiếc ghế ngồi cực lớn. Giờ khắc này ở chiếc ghế ngồi này, hình như có một tu sĩ đang ngồi. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ. Nơi đây lại giam cầm đối với thần thức, cho dù Bạch Tiểu Thuần sử dụng toàn lực cũng nhìn không rõ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, người ngồi ở mi tâm của bức tượng kia, tất nhiên là chúa tể, vô cùng có khả năng chính là người sáng tạo quạt tàn này vị tồn tại hiểu rõ sinh tử đạo nguyên đỉnh phong kia bởi vì chỉ có ngồi ở chỗ đó mới có thể bao quát toàn bộ các cung điện giống như là ngồi ở nơi trí cao vô thượng nhưng ngay khi bạch tiểu thuần ở đây bị pho tượng kia cùng với bóng người ngồi ở mi tâm của bức tượng chấn áp trong nháy mắt trên quảng trường cung điện chỗ hắn đứng ở phía sau hắn đột nhiên chuyển tới một giọng nói lạnh như băng không cần nhìn nữa đó là bức tượng của chúa tể đại nhân nơi mi tâm của bức tượng chính là một tia hình chiếu của chúa tể đại nhân ta lưu lại đến nay hắn đang xem chừng ngươi ở trong năm tháng rất lâu ngươi là người đầu tiên đi tới cửa ải này cho dù ngươi không phải là huyết mạch tiên giới nhưng chỉ cần là sinh mạng ra đời ở dưới vĩnh hằng này của chúng ta cũng có thể thu được truyền thừa cùng tán thành điều kiện trước tiên là ngươi có thể thông qua hai cửa ải cuối cùng này theo lời nói vang vọng bạch tiểu thuần hít thở chợt dừng lại hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào bỗng nhiên xoay người hắn lập tức liền nhìn thấy, không biết từ lúc nào, cách ao lưng mình trăm trượng, xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc quần áo mộc mạc, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại giống như dung hợp cùng toàn thế giới. Cho dù hắn chắp tay sau lưng, nhưng trên người hắn, giống như tồn tại một hố đen, có thể hút đi tất cả khí tức ở tám phương. Lâm mỗ không phải là cường giả, chỉ là thái cổ mà thôi. Hiện tại xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là thực thể. Chỉ là phân thân mà thôi, không rời khỏi thế giới này, người xông qua cửa ải, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, có thể nhận một quyền không chết, lại coi như ngươi thông qua cửa ải này. Nam tử trung niên nói đến đây, căn bản cũng không hỏi Bạch Tiểu Thuần có đồng ý hay không, trực tiếp đi ra một bước, giơ tay phải lên, cách Bạch Tiểu Thuần trăm trượng, trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này đánh ra, toàn bộ thế giới cửa ải thứ 99 bỗng nhiên biến hóa thành áp lực vô cùng một khí tức thái cổ vượt qua thiên tôn còn từ trên người hắn cuồn cuộn, cuộn bạo phát ngập trời hình thành một sóng dao động giống như muốn nghiền ép tất cả sinh mạng thậm chí xé rách hư vô hình thành một trận gió bão mênh mông cắn nuốt lao về phía bạch tiểu thuần thái cổ bạch tiểu thuần mở miệng hít sâu một hơi hắn chẳng thể ngờ tới cửa ải này lại là để mình ở trong tay thái cổ nhận một quyền không chết lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều thậm chí không hề có thời gian đi suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều uy áp đến từ nam tử trung niên kia hóa thành nguy cơ sinh tử khiến cho bạch tiểu thuần gần như hồn phi vách tán hắn theo bản năng toàn diện bạo phát ra lực lượng thân thể phòng hộ đạt tới cực hạn đồng thời hai tay của hắn bấm quyết tu vi cũng lập tức nhảy lên tới đỉnh phong trong nháy mắt bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần biến ảo ra từng cục đá lớn nhân sơn quyết trực tiếp thành hình hóa thành người đá cực lớn còn không kết thúc sau đó là vân lôi nhân tổ biến những tiếng động ầm ầm vang vọng thân thể Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bạo phát ra. Nhưng thời gian ngắn, hắn cũng chỉ là có thể làm được những điều này. Một quyền kia đến từ nam tử trung niên hình thành gió bão, đã gào thét lao đến. Một quyền này thế như trẻ tre, mang theo khí thế nghiền ép cùng hủy diệt tất cả, lúc chỉ còn cách Bạch Tiểu Thuần 10 trượng, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đã nổ mạnh. Nhân Sơn quyết suốt cuộc không chịu nổi trước, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số đá vụn văng ra khắp nơi. Thân thể Vân Lôi Nhân Tổ cũng không kiên trì được quá lâu ở dưới một quyền kia dâng lên gió bão cách bạch tiểu thuần tám trượng nó cũng đột nhiên tan vỡ nhưng trong quá trình này khóe miệng bạch tiểu thuần tràn ra máu tươi hai tay dĩ nhiên giơ lên hắn ra tay chính là trường sinh đăng trong nháy mắt bốn phía xung quanh hắn lại xuất hiện vô số trường sinh đăng thậm chí thân thể bạch tiểu thuần cũng lại trực tiếp hóa thành trường sinh đăng cho dù toàn bộ thiên địa này cũng đều như vậy nhưng vẫn ở dưới một quyền kia tất cả giống như châu chấu đá xe khi nó còn cách bạch tiểu thuần chỉ có năm trượng tất cả trường sinh năng đều bị xé rách tan vỡ thân thể bạch tiểu thuần cũng giống như là bị hung hăng đánh xuống máu tươi phun ra đồng thời hai mắt hắn đỏ đậm thân thể lùi lại một bước đại kiếm bắc mạch bị hắn trực tiếp lấy ra hướng về phía một quyền đang lao tới trực tiếp xít gào chém xuống những tiếng động ầm ầm rung trời vang lên chỉ là đại kiếm bắc mạch ở trong mọi việc đều thuận lợi lần này không đợi hoàn toàn va chạm với một quyền này của nam tử trung niên chỉ là đến khoảng cách một trượng lại lại không có cách nào tiếp nhận được bị một lực phản chấn không có cách nào hình dung ở trong sự bạo phát phản vệ tới toàn thân bạch tiểu thuần thân thể bạch tiểu thuần chấn động mãnh liệt máu tươi lớn miệng phun ra đồng thời đại kiếm bắc mạch lại không có cách nào khống chế tuột tay bay ra ngoài tất cả những điều này phát sinh chỉ trong chớp mắt dường như thay đổi quá nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn ngay lập tức sau khi đại kiếm bắc mạch bị đánh bay đi một quyền kia hình thành gió bão giống như vòng xoáy cắn nuốt tất cả lại trực tiếp đánh vào trên người bạch tiểu thuần gần như ở trong chớp mắt khi trận gió bão hung bạo này hạ xuống một luồng ánh sáng màu đen lập lòe quy văn hoa bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản ở trước người bạch tiểu thuần tiếng sấm ngập trời vang vọng dường như toàn thế giới cũng sắp tan vỡ nổ tung ra bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy một lực kinh thiên khó có thể hình dung giống như muốn xé rách thân thể và tất cả tu vi của mình vào giờ phút này khả năng khôi phục của thân thể hắn thậm chí cũng bạo phát vượt quá cực hạn không ngừng ngăn cản không ngừng khôi phục không ngừng phun ra máu tươi thân thể bạch tiểu thuần giống như con diều bị đứt dây trực tiếp bị ném ra thật xa lục phủ ngũ tạng của hắn đều muốn vỡ nát cho dù có quy văn hoa chống đỡ nhưng xương cốt toàn thân cũng vỡ vụn hơn phân nửa ầm một tiếng toàn thân hắn rơi trên mặt đất trước mắt bạch tiểu thuần biến thành màu đen giống như đi ở trước quỷ môn quan một vòng nếu không có lực khôi phục kinh người sợ là lúc này hắn đã hình thần câu diệt. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn xem như là thành công đỡ được một quyền của nam tử trung niên này. Mà sau khi Quy Văn Hoa ngăn cản một quyền này, một lần nữa hóa thành ánh sáng màu đen, biến mất ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào triệu hồi ra. Bạch Tiểu Thuần không ngừng thở hồn hển. Hắn miễn cưỡng rằng co. Lúc hắn nhìn về phía nam tử trung niên kia, nam tử trung niên này cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chậm rãi thu hồi nắm đấm. Người thông khóe miệng của nam tử trung niên lộ ra nụ cười thỏa mãn vừa nói đến đây bỗng nhiên trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự mờ mịt bạch tiểu thuần nhìn thấy vậy trong lòng bất chợt kinh hoàng một dự cảm không tốt hiện lên ở trong đầu hắn trong nháy mắt giọng của nam tử trung niên thay đổi cũng thay đổi lý do thoái thác vang vọng khắp nơi người sông qua ải chỉ cần ngươi ở trong tay ta có thể nhận một quyền không chết lại coi như ngươi thông qua cửa ải này nói xong nam tử trung niên này lại có thể nắm tay lại. Khí linh, ngươi đi ra. Ta muốn đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ sâu thảm gầm thét giận dữ. Bạch Tiểu Thuần tức giận kêu thảm. Thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng hắn thầm nguyền rùa đối với Tiểu Khí Linh, đã giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dừng. Nếu không phải lúc này hắn không có cách nào thu thập Tiểu Khí Linh này, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ lột ra rút xương nó. Ta hận ngươi. Bạch Tiểu Thuần chán nản nghiêm mặt lúc này trong nháy mắt lui ra phía sau nam tử trung niên kia dĩ nhiên bước chân hạ xuống giơ tay phải lên sau đó nhất thời thiên địa này tối sầm lại đột nhiên trở nên đầy áp lực hư không bắt đầu vặn vẹo một trận gió lốc kinh thiên bạo phát trận gió bão hung bạo này so với lúc trước hình như yếu đi một ít nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn là lực lượng thái cổ thiên địa nổ mạnh đồng thời theo một quyền của nam tử trung niên hạ xuống trận gió bão hung bạo này giống như rời núi lấp biển giống như ngưng tụ lực thế giới gào thét lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần nó đi qua nơi nào hư vô nơi đó liền vỡ nát dường như cũng bị cắn nuốt giống như theo gió bão tới gần tất cả thiên địa này đều muốn hóa thành hư không từ phía xa nhìn lại trận gió bão hung bạo này ùn ùn kéo đến cũng chính là trong phút chốc lại xuất hiện ở trước người bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần kêu thảm một tiếng lúc này hắn không có biện pháp nào khác ánh mắt hắn từ lâu đã đỏ đậm một mảnh hơi thở của hắn vô cùng gấp gáp. Ở trong nháy mắt khi trận gió bão này tới gần, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giống to hơn. Hai tay hắn giơ lên, hung hăng nhấn một cái về phía mặt đất. Trong miệng hớn còn giống như một trận gió lạnh, truyền ra bốn chữ. Thủy trạch quốc độ. Những tiếng động ầm ầm vang lên. Cho dù ở dưới trận gió bão hung bạo này gào thét lao tới, âm thanh này vẫn truyền khắp trời cao mặt đất. Vang vọng toàn bộ những cung điện. Chỉ thấy, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, Phạm vi vô tận ở bốn phía xung quanh, thậm chí có thể nói là toàn bộ mặt đất của tiểu thế giới đều trực tiếp hóa thành ầm lầy. Theo hơi nước khuếch tán, một tiếng gào thét giống như từ trong năm tháng truyền đến, từ viễn cổ vọng về, chợt xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới này, vang vọng khắp trời. Ở trong nháy mắt khi tiếng gào thét này khuếch tán ra, từng cái răng nhọn đột ngột từ mặt đất nhô lên. Thủy Trạch Quốc Độ, đòn sát thủ này của Bạch Tiểu Thuần, lúc này lại hạ xuống thế gian. Theo nổ lớn lớn vang vọng theo những cái răng sắc bén nhô lên cao, từng ngọn núi cũng lục tục đột ngột hiện ra. Mà những tiếng gào thét này cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí dẫn động gợn sóng khuếch tán ra toàn thế giới. Trong chớp mắt, nó lại cùng một quyền thái cổ hung bạo này trực tiếp va chạm vào nhau. Tiếng nổ chấn động cả thiên địa. Ở dưới va chạm này, ở trong một quyền thái cổ hung bạo này, thủy trạch quốc độ xuất hiện những gai sức cùng ngọn núi ầm ầm chấn động, lại có chút không nhịn được, không phải bị bẻ gãy nghiền nát mà là bị chấn động mơ hồ giống như muốn biến mất từ dưới trạng thái triệu hoán này nhưng ngay khi trong lòng bạch tiểu thuần lạnh lẽo không nhịn được mở miệng hít sâu một hơi trong nháy mắt ở trong một quyền hung bạo này giống như muốn xuyên qua thủy trạch quốc độ bỗng nhiên tiếng gào thét còn mãnh liệt hơn so với trước kia dường như bên trong mang theo cảm giác không cam lòng trong giây lát truyền khắp bốn phương tám hướng ở thế giới nhỏ này thủy trạch quốc độ rốt cuộc lần đầu tiên ở trong một lần thi triển bạch tiểu thuần nó lại hạ xuống hai lần gào theo rít gào vang lên giống như hai mảnh đại lục trực tiếp đột ngột từ mặt đất nhô lên trong hai mảnh đại lục này tràn ngập những ngọn núi nhìn kỹ đây không ngờ là hàm răng hai mảnh đại lục chính là cái miệng hung thú bản mạng của bạch tiểu thuần giống như cá sấu sự hung tàn càng vượt qua tất cả những lần trước đây lúc này theo nó vừa xuất hiện lao thẳng đến một quyền thái cổ hung bạo ở trong một tích tắc này thế giới dường như muốn tan vỡ nổ tung ra nhưng trung quy tu vi của bạch tiểu thuần không phải là thái cổ thủy trạch quốc độ này mặc dù cường hãn nhưng tu vi của bạch tiểu thuần khó có thể chống đỡ cuối cùng ở trong một tiếng gào thét không cam lòng thủy trạch quốc độ tiêu tan ra một quyền thái cổ hung bạo gào thét lao thẳng đến bạch tiểu thuần mặc dù như vậy nhưng một quyền này rõ ràng ở trên khí thế cùng trên thần thông đã yếu hơn so với trước không biết gấp bao nhiêu lần thủy trạch quốc độ khiến cho nó tiêu hao cực lớn bạch tiểu thuần không kịp suy nghĩ nhiều hắn cũng không trông cậy vào thủy trạch quốc độ có thể hoàn chỉnh đối đầu với một quyền thái cổ này lúc này hơi thở của hắn nặng nề trong tiếng gầm khẽ tất cả lực lượng thân thể bạo phát tu vi vận chuyển đồng thời mi tâm còn xuất hiện thông thiên pháp nhãn ánh sáng màu tím chói mắt bạo phát ra trong nháy mắt quy văn hoa lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bạch tiểu thuần tất cả những điều này nói ra rất dài dòng nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt trong phút chốc một quyền thái cổ hung bạo lại đánh vào bạch trước người tiểu thuần thân thể của hắn giống như muốn bị xé rách tu vi của hắn hình như muốn vỡ nát diệt vong máu tươi điên cuồng phun ra ánh sáng màu tím của thông thiên pháp nhãn cũng chỉ là khiến cho một quyền hung bạo kia dừng ngay lập tức mà thôi cuối cùng một quyền này lại trực tiếp rơi vào trên quy văn trước mặt bạch tiểu thuần hoa chỉ là âm thanh lại chấn động khiến toàn thế giới run rẩy bạch tiểu thuần không ngừng phun ra máu tươi thân thể còn giống như con diều bị đứt dây bay ngược về phía sau toàn thân ngũ tạng lục phủ giống như muốn vỡ nát. Vào giờ phút này, lực khôi phục cũng giống như vận chuyển tới cực hạn vậy, đang điên cuồng khôi phục. Nhưng một quyền này còn chưa kết thúc, trong tiếng gào thét, lao thẳng đến bóng người Bạch Tiểu Thuần đang bay ngược lại. Công kích lao tới, cho dù đã bị suy yếu quá nhiều, nhưng vẫn còn khủng khiếp vô biên. Quy Văn Hoa vẫn là Bạch Tiểu Thuần trước đó mạnh mẽ triệu hoán ra. Hơn nữa thời khắc này vì tổn thương cùng với một đòn thái cổ hung bạo ảnh hưởng, rốt cuộc không có trở về thân thể của bạch tiểu thuần mà bị trực tiếp đánh bay đến phía xa bị một mảnh ánh sáng ôn hòa trong chớp mắt bao quanh ánh sáng ôn hòa này đến từ khí linh bạch tiểu thuần lần này nếu như ngươi còn có thể thông qua lão thử từ nay về sau lại ở trước mặt ngươi hoàn toàn cúi đầu tiểu khí linh nhìn thấy tâm thần chấn động lúc này nó gào thét thốt ra lời độc ác âm thanh vang vọng thế giới cúi đầu em gái ngươi ấy khí linh ngươi chờ đấy cho ta bạch tiểu thuần miễn cưỡng lui về phía sau lúc này hắn không muốn nhiều lời nữa. Trước mắt nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho toàn thân hắn đều run rẩy. Ở trong một quyền phong bạo này tới gần, trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên điên cuồng. Hợp lại, trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc không lùi mà tiến tới, lại trực tiếp bạo phát ra hám sơn tràng. Còn không có kết thúc, hắn còn gia tăng thêm tốc độ của bất tử cấm. Cùng lúc đó, tay phải của hắn giơ lên, chợt nắm lại, sau đó trực tiếp giống to. Bất diệt đế quyền trong những tiếng động ầm ầm vang vọng phía sau lưng bạch tiểu thuần trực tiếp xuất hiện đế ảnh cực lớn chính hắn cũng không biết lúc này bạo phát chính là gấp mấy lần đế vương quyền nói chung là ở trong nguy cấp này hắn đã một lần hoàn toàn bạo phát trong tiếng nổ lớn toàn thân hắn lại giống như một đạo lưu tinh trực tiếp cùng một quyền hung bạo kia va chạm vào nhau âm thanh đinh tai nhức óc vang lên thiên địa run rẩy một lực trùng kích lớn lao đột nhiên khuếch tán ra thậm chí chỗ đám cung điện của mảnh thế giới này cũng không chịu nổi sụp đổ xuống với phạm vi lớn trong nháy mắt toàn thế giới sụp đổ chỉ còn duy nhất một kiến trúc còn tồn tại chính là bức tượng chúa tể đứng sừng sững ở trong khu cung điện đổ nát đó một quyền hung bạo kia sau khi trải qua nhiều lần làm suy yếu lúc này cuối cùng cũng trở nên tán loạn bạch tiểu thuần không biết đã phun ra bao nhiêu máu tươi hắn chỉ cảm thấy một lực lượng giống như muốn hủy diệt hoàn toàn bản thân mình đang không ngừng bạo phát cắn nuốt bản thân nguy cơ ở trước mắt hắn lại trực tiếp triển khai phương pháp thần sát trong tiếng nổ lớn thân thể bạch tiểu thuần trực tiếp hóa thành huyết vụ lùi về phía sau ngưng tụ lại ở phía xa nhưng dường như vẫn không có cách nào chịu được lực hủy diệt này hắn tiếp tục tan vỡ sau đó lại ngưng tụ vòng đi vòng lại bảy tám lần khi một lần nữa ngưng tụ bạch tiểu thuần lại phun ra máu tươi toàn thân ngã ở nơi nào đã mệt mỏi hết lực nhưng tiếng cười của hắn lại vẫn vang vọng khắp nơi ta thông qua không có khả năng giữa không trung Khí Linh trợn trừng mắt há hốc miệng, ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nó một lòng muốn phá hủy ngăn cản Bạch Tiểu Thuần xông qua ải, nhưng dưới độ khó như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại vẫn thành công. Nhất là lần này, cũng không phải hoàn toàn dựa vào Quy Văn Hoa. Thậm chí có thể nói, cho dù là có Quy Văn Hoa này, đổi lại là một thiên tôn khác, sợ cũng không nhịn được. Thậm chí trong lòng tiểu Khí Linh này cũng đều phát sinh một ít bội phục đối với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nó vừa nghĩ tới vận mệnh của mình trong tương lai, lại có chút phát điên nó không cam lòng giống lên một câu ngươi phải thề thề ở trước mặt chúa tể sau khi trở thành chủ nhân của ta không đổi họ của ta đùa gì vậy bạch tiểu thuần sửng sốt ngươi thề đi cút đi lão tử mới không thề sẽ sửa họ của ngươi bạch tiểu thuần nghĩ đến khí linh này ở những cửa ải trước đó đã gây tai họa đối với mình hắn lại trừng mắt a a a nhưng bạch tiểu thuần không nghĩ tới hắn chỉ nói một câu lại giống như kích thích mãnh liệt đối với khí linh này khí linh này rốt cuộc thét lên một tiếng chói tai thê lương. Cùng lúc đó, nam tử trung niên vừa đánh ra một quyền hung bạo kia, lại có thể đi ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần, nâng tay phải lên. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng muốn rơi xuống. Hắn biết nếu để cho đối phương lại đánh ra một quyền, mình sẽ bị phế bỏ. Lúc này hắn chợt run lên một cái, đang muốn mở miệng đi chấn an tiểu khí linh một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở trong mảnh thế giới này, tại bức tượng chúa tể thứ duy nhất vẫn đứng sừng sững, bóng người vốn ngồi mi tâm của bức tượng rốt cuộc chậm rãi đứng lên âm thanh dường như vượt qua thiên lôi giống như quy tắc mênh mông mang theo uy nghiêm vô tận vang vọng toàn bộ thiên địa tiểu si người đủ rồi người xông qua ải cửa ải này ngươi đã thông qua giọng nói này đang vang vọng ở bên trong thế giới trong nháy mắt giống như mảnh quy tắc của thiên địa này bị đổi trực tiếp xóa đi kể cả này tất cả khu phế tích ở bốn phía xung quanh cũng ở trong một tích tắc này ở trong âm thanh khuếch tán ra lại trực tiếp giống như vượt qua vô số vạn năm chớp mắt một cái lại phủ bụi trở thành hư vô bầu trời giống như cũng bị ảnh hưởng không còn quang đãng mà biến thành một mảnh màu xám mặt đất còn ở trong một chớp mắt này giống như vạn năm trôi qua trở thành từng hố sâu chỉ có bức tượng chúa tể này vẫn đứng sừng sững ở nơi đó hình như cho dù thời gian trôi qua bao lâu nó đều sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn tới một mức độ nào đó Giống như Vĩnh Hằng, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp nhất từ trước tới nay. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới, lại có một người có thể chỉ một câu nói, khiến cho biển cả hóa ruộng dâu, khiến cho thiên địa nghịch chuyển, tất cả năm tháng vạn năm trôi qua, hắn càng không có cách nào tưởng tượng được, nếu như phương pháp này sử dụng ở trên người tu sĩ, sẽ phải đáng sợ tới mức nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cho dù là cường hãn giống như Thái Cổ, cũng sẽ ở trong một câu nói này trực tiếp trở thành cho bụi. Chúa tể, đây là chúa tể sao? Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, dường như nhận thức bị lật đổ. Lúc này, khí linh ở bên cạnh hắn đang run rẩy. Phù phù, một tiếng động vang lên. Nó lại quỳ lạy xuống. Trong mắt nó mang theo sự kính nể, e sợ. Mà ở sâu bên trong sự kính nể, e sợ này, lại cất giấu sự tưởng niệm sâu sắc cùng bi thương. Cùng lúc đó, theo âm thanh chúa tể khuếch tán, bóng người đứng ở nơi mi tâm của bức tượng chúa tể này rốt cuộc nhấc chân lên chậm rãi đi về phía bạch tiểu thuần một bước hắn hạ xuống trong lúc bất chợt bầu trời màu xám bạo phát ra sấm sét màu đen công kích mặt đất công kích tám phương mang theo sự cuồng bạo cùng bá đạo nào đó hình như muốn hủy diệt thế giới mỗi một đạo thiên lôi màu đen cũng làm cho bạch tiểu thuần có ảo giác giống như đối mặt với một quyền thái cổ phong bạo trước đó mà trên thực tế cảm giác của hắn không có sai những thiên lôi này bất kỳ một đạo nào cũng có thể làm cho thái cổ biến sắc. Giờ phút này bóng người chúa tể uy nghiêm vô tận, giống như là tồn tại duy nhất trong toàn bộ tinh không. Không kết thúc, theo bóng người chúa tể đi tới, mặt đất bốn phía xung quanh đã hóa từng hố sâu, lại có thể không ngừng thay đổi, dần dần xuất hiện từng bộ hài cốt. Những hài cốt này rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản là vô số. Mặc dù thân thể của tất cả hài cốt đều vẫn hoàn chỉnh, nhưng lại có thể nhìn thấy được máu thịt của bọn họ vỡ nát cùng với tuyệt vọng cùng hoảng sợ lưu lại ở trong mắt bọn họ trước khi tử vong. Số lượng quá nhiều, thậm chí rất nhiều hài cốt cho dù tử vong, khí tức trên người hắn cũng là thiên tôn, thái cổ năm. Năm thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được một ít thân thể vô cùng khổng lồ. Rõ ràng thân thể người khổng lồ cao đâm vào trời cao, nhưng mỗi một người đều quỳ chết ở nơi đó. Dường như trước tử vong, bọn họ muốn dãy ruộng đứng lên, nhưng vẫn bị thất bại. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy hắn bị thiên lôi trên bầu trời này, bị hài cốt nơi mặt đất này, làm cho hoàn toàn chấn động tâm thần. Cũng chính là vào lúc này, bóng người từ trên bức tượng chúa tể này đi tới. Hắn còn chưa đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhưng giọng nói của hắn đã vang vọng ở bên trong thế giới này ra. Cửa ải thứ 99, người đã thông qua. Hiện tại chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng này. Thời điểm âm thanh vượt qua thiên lôi, vang vọng toàn thế giới, một uy áp kinh người, lại trực tiếp từ bóng người trên bức tượng chúa tể đi tới ầm ầm bạo phát uy áp này giống như gió bão trực tiếp cuốn theo tất cả ra toàn thế giới đột nhiên đè ép về phía bạch tiểu thuần toàn thân bạch tiểu thuần run lên hít thở rồn rập vào giờ phút này thân thể máu thịt cùng xương hắn đều truyền ra những tiếng rắc rắc ở dưới uy áp này hắn lại giống như chiếc thuyền cô độc trong sóng dữ hình như theo một ý chí của chúa tể liền có thể tan thành mây khói ở trong lúc tâm thần bạch tiểu thuần đang chấn động mãnh liệt bóng người từ bức tượng chúa tể chậm rãi đi tới giọng nói của hắn lại một lần nữa truyền về phía tám phương. Cửa ải này, cần thu được sự tán thành của bản tôn. Một khi tán thành, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử truyền thừa của Lão Phu, ban tặng quạt truyền thừa. Hai chữ tán thành, ở trong lời nói giống như sấm đình vang vọng, đặc biệt nhấn mạnh, lại giống như ẩn chứa lực quy tắc, ẩn chứa năm tháng, vang vọng ra, giống như từ viễn cổ truyền lại. Bạch Tiểu Thuần thậm chí ngay cả tư tưởng cũng ở đây một cái chớp mắt bị kéo dài. Hắn càng có một loại ảo giác, mình ở bên trong cơn sóng dữ giống như thời gian bị kéo già dai chúa tể này quá mạnh mẽ bạch tiểu thuần mở to mắt lúc này hắn khẩn trương đã đạt tới mức không có cách nào hình dung được nếu như nói hắn ở trước mặt thái cổ còn có thể chấn định nhưng ở trước mắt chúa tể ở dưới uy áp này hắn hình như ngay cả khí lực cũng bị rút đi đôi mắt bạch tiểu thuần lập tức lại đỏ đậm đây không phải là kích động mà là hắn đang theo bản năng vận chuyển tu vi đi chống lại uy áp đến từ chúa tể vào lúc này hắn vốn không có cách nào tập trung chú ý nghe rõ lời nói bên tai nhưng hết lần này tới lần khác âm thanh của chúa tể ẩn chứa lực kinh người lại có thể trực tiếp nổ tung ở trong đầu bạch tiểu thuần mà nếu ngươi không có cách nào đạt được bản tôn tán thành lại phải thôn xương ở nơi đây những lời này vừa ra thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược dường như có vô số hồn đang gào thét thê lương cùng lúc đó bóng người chúa tể này đã chậm rãi đi tới cách bạch tiểu thuần ngoài trăm trượng hắn không dừng lại vẫn đi từng bước một đến. Hắn càng tới gần, thiên địa bốn phía xung quanh hắn run rẩy. Tia chớp màu đen không ngừng bạo phát, Hài cốt ở bốn phía xung quanh đều run rẩy, dường như lại xuất hiện sự thê thảm khi còn sống. Tất cả mọi hài cốt ở bốn phía xung quanh đây đều là tất cả người bên trong toàn bộ giới lớn vĩnh hằng sông vào sau khi bản tôn sáng tạo ra chiếc quạt truyền thừa quạt này trước khi mở ra cuộc chiến tinh không những người này không có bất kỳ một người nào thu được tán thành đều ở dưới một ngón tay của bản tôn chết ở đây trở thành máu thịt duy trì linh lực cho quạt truyền thừa vận chuyển đi ở trong đống hải cốt bóng dáng chúa tể càng thêm rõ ràng đây là một nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng khó có thể hình dung nhất là ánh mắt hắn còn giống như ẩn chứa tinh không khiến người ta chỉ mới lướt mắt nhìn sẽ không nhịn được chìm nắm vào trong đó hình như ngay cả linh hồn cũng bị thu lấy